Hello, xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Story Channel. Di chuyển là một trong những cái phần nền tảng nhất của một lập trình viên khi đến với lập trình game. Và trong video này, tôi sẽ cùng với các anh em chúng ta di chuyển một cái nhân vật trong game 2D của chúng ta và tạo chuyển động animation cho nhân vật đó. Và cuối cùng, tôi sẽ thêm cho nhân vật một cái tính năng mới, đó là roll và quay vòng ha. Ok, và cùng bắt đầu nào. Chúng ta sẽ thêm một cái chức năng nữa cho nhân vật của người chơi chúng ta, đó là roll. Đơn giản là khi mà người chơi ấn dấu cắt hoặc là space thì nhân vật của chúng ta nó sẽ quay một vòng ha. Ok, nhân vật của chúng ta nó sẽ quay một vòng. Rồi, anh em vào code player này. Đầu tiên thì tôi sẽ thêm một vài cái variable nữa để quản lý cái việc roll. Thứ nhất là float roll boost bằng 2. Cái variable roll boost thì nó sẽ là cái để giúp chúng ta khi mà roll á, thì cái nó sẽ cộng vào move speed, có nghĩa là khi mà roll nó sẽ di chuyển nhanh hơn đó. Ok, roll time, tôi sẽ để cái này private đi, tại vì tôi cũng cần thêm một cái roll time nữa, public float roll time nữa. Đây là thời gian mà chúng ta sẽ quay một vòng nha. Ok, và một cái variable nữa là khi mà chúng ta roll thì chúng ta chỉ có roll một lần thôi. Tôi sẽ gọi nó là roll once bằng phone, mặc định nó sẽ bằng phone đi. Ok, rồi, đầu tiên là khi tôi sẽ check xem người chơi có ấn vào cái nút đó là nút space hay không. Guess key down, đây, key code chấm space đây. Đây là cách mà tôi thường sử dụng khi mà xem người chơi có ấn vào cái nút gì trên bàn phím hay không, thay vì cái cách ở trên là input chấm get access ha. Đó, và roll time của chúng ta sẽ phải bé hơn bằng 0. Có nghĩa là trong thời gian đang roll thì chúng ta sẽ không được ấn. Có nghĩa là nếu nó ấn nó cũng không sao cả, nhưng mà nó sẽ không chạy cái dòng lệnh ở dưới thôi. Thứ nhất là chúng tôi sẽ set animator. À không, từ từ. Nhầm. Thứ nhất là chúng ta sẽ cộng thêm cái speed này, roll boost. Chúng ta sẽ cộng thêm cái tốc độ di chuyển khi mà chúng ta roll ha, để cho nó nhanh hơn. Hoặc là anh em cũng có thể để vào đây là chúng ta sẽ không bị mất máu, chẳng hạn như vậy. Và thứ hai là roll time sẽ bằng roll time to ha. Ok, thật ra tôi đặt tên lười. Không, anh em không nên đặt tên như thế này nhé, nhưng mà tôi đặt tên lười cũng không sao cả. Và roll one bằng true. Ok, có nghĩa là chúng ta đã roll một lần. Và nếu mà đã có cái bắt đầu thì chúng ta cũng phải nên có kết thúc roll đúng không? Ok, và roll time nếu nó bé hoặc bằng 0, và cái roll one bằng true. Ok, anh em có thể để như này là roll one bằng true, hoặc là anh em để roll one bằng true luôn cũng được, có nghĩa là roll one nó đúng ấy. Thì chúng ta sẽ kết thúc cái việc roll của chúng ta lại bằng việc là trừ cái speed đi, roll boost. Ok, cái thứ hai là chúng ta sẽ roll one chúng ta sẽ tắt nó đi đó. Ok, nếu không thì tôi sẽ lấy cái roll time này trừ bằng time chấm data time ha. Tại sao nó lại trừ bằng time chấm data time? Thật ra hồi trước tôi có dành rất nhiều thời gian để đọc là cái này nó là cái gì. Thì anh em cứ tưởng tượng đơn giản là ví dụ như chúng ta muốn để cái roll time này là ở đây, tôi sẽ để ra ngoài ha. Ok, nếu anh em muốn cái thời gian mà chúng ta roll là ví dụ như tôi đặt là 0.25 giây đi, thì nếu mà anh em trừ RAM thêm chấm delta thêm trong hàm update thì cái này nó tương đương với việc là anh em 0.25 giây ha. Ok, đơn giản vậy thôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ chạy thử game thì xem chúng ta có roll đúng không nhé. Nếu mà nó đúng thì khi mà chúng ta roll thì nhân vật nó sẽ chạy nhanh hơn này. Mà nó đúng rồi, đây anh em có thể thấy là nó lướt nhanh hơn này đó. Rồi, ok, rất là tốt. Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái nữa thôi. Đó là khi mà roll thì chúng ta sẽ chuyển sang animation roll. Đó, đơn giản là như vậy. Đầu tiên thì animation roll
chúng ta sẽ liên kết từ player ID nhé. Và tôi sẽ thêm một cái parameter nữa liên quan đến việc role. Thì ở đây sẽ là bool đi. Tôi sẽ đặt tên nó là role. Ok. Và cái transition này nó sẽ được thực hiện. Ví dụ đơn giản là khi mà người chơi đang đứng yên và người chơi bấm dấu cách thì nó sẽ chuyển sang role đúng không? Đó, đơn giản là như vậy thôi. Thì tôi sẽ để condition ở đây là role này true. Ok. Và tôi sẽ tắt cái system này luôn nha. Để nó bằng không. Rồi, và chúng ta cũng sẽ làm ngược lại với ngược lại thôi. Không có với gì hết. Và condition role bằng phone. Đó, ngược lại. Và khi mà anh em di chuyển thì anh em cũng sẽ, khi mà di chuyển ấn dấu cách thì nó cũng sẽ chuyển sang animation role đúng không? Và nó có chuyển sang, ok, nó vẫn chuyển sang animation role. Thì anh em để cái này là không luôn, tắt luôn. Và khi này là role bằng true. Đó, rất là đẹp. Một tam giác cân. Phải cân ta, thôi kệ đi. Rồi. Sau khi mà chúng ta đã thêm cái parameter role này rồi thì anh em chỉ việc là quản lý cái parameter set bool. À, có một cái điều như thế này. Đó là tôi thấy khá nhiều anh em thì thường anh em sẽ sử dụng thêm một cái nữa gọi là đây, Blender Tree, đúng không? Anh em thường sẽ sử dụng Blender Tree. Thì trong video này chúng ta sẽ không nói quá nhiều về cái này. Nhưng mà Blender Tree thì tôi nghĩ là những game developer họ sẽ sử dụng cho những game 3D ha. Và trong những game 2D, ví dụ như game chúng ta đang làm, thì cách tốt nhất để anh em sử dụng animator và animation đó là set animator trực tiếp trong trong code. Đó. Thì cái này không phải ý kiến cá nhân của tôi, mà tôi xem khá là nhiều tài liệu thì họ thường nói sẽ nói như vậy. Tại vì nó sẽ không xung đột. Nếu anh em quản lý như thế này, quản lý bằng cái Blender Tree thì nó sẽ xung đột khá là nhiều. Và thực ra thì nó không phải là quá xấu đâu, nhưng mà anh em trực tiếp quản lý trong code thì nó sẽ tốt hơn ha. Và ở đây là role. Ok, thì đó là một vài chia sẻ thêm thôi. Một vài gợi ý hỗ trợ nho nhỏ cho những anh em đã xem tới cuối video. Tôi coi trong YouTube thì cái phần phân tích dữ liệu thì nó khá là nhiều cái anh em chỉ xem một vài phút đầu thôi, anh em đã skip rồi. Và anh em chỉ xem những phần quan trọng, nên là đây là những một cái xem như là một phần thưởng cho những anh em đã xem hết video nhé. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đúng như nhỉ? Rồi ok. Tôi sẽ chạy game thử và xem nó có đúng chưa anh em nhé. Nè, trước khi mà chúng ta ấn space này, nó sẽ roll rất là đẹp. Rồi. Ok. Tuyệt vời. Vậy là chúng ta đã xong một con game với một nhân vật có thể di chuyển và những cái animation cộng theo của nhân vật đó, và con nhân vật này nó cũng có thể roll nữa. Rất là tốt rồi. Và ok, thì video này sẽ dừng lại ở đây. Và cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem video. Và chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Và cuối cùng là cảm ơn anh em rất là nhiều nếu anh em có thể like và subscribe cho tôi. Và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.